Rồi, hôm nay chúng ta đã trở lại với đánh răng mỗi tuần. Do là một số trục trặc kỹ thuật cho nên là hôm nay đánh răng hơi trễ một chút. Hôm nay thì vẫn sẽ là team hệ nước thôi. Vì một tuần mà đổi hệ một lần tôi thấy nó không có đã, cho nên là tôi sẽ đánh một hệ, team full một hệ, hai tuần. Ok, bây giờ vô trận. Thì đối phương đang có Zacian làm chủ lực. Và hôm nay tôi mang theo Iron Bundle cùng với Pelipper. Không biết tôi có xài Pelipper hay không, nhưng mà thôi, chủ yếu là hôm nay sẽ xài thử Iron Bundle trong việc hỗ trợ tấn công, khống chế đối thủ. Và vẫn mang theo Suicune cùng với lại Kyogre. Nói chung là team cũng không thay đổi gì mấy. Nhưng mà tôi nghĩ xây dựng team full hệ nó nhức đầu lắm, cho nên là đánh 2 tuần đổi một lần thì cho đánh cho nó đã. Sao bên kia suy nghĩ lâu quá vậy? Oh come on. Với bệnh có team cũng lạ ha, có Gengar. Lâu lắm luôn rồi mới thấy Gengar xuất hiện lại chứ. Crossfire. Hy vọng là hai con bên đó nó không có đặc tính Water of Soul ha. Vô nè. Wow. Là cho Zacian ra trước à. Cùng với lại Garganacle. Ok, con Garganacle này đáng sợ đó. Sao ta? Tôi nghĩ là tôi sẽ Tailwind để tăng tốc độ. Tôi nghĩ Kyogre sẽ có thể xử được hai con này, nhưng mà đầu tiên là mình phải kiểm soát tốc độ trận đấu trước đã. Con Zacian đang khá, tốc độ đang khá cao. Tôi phải hạ được tốc độ con Zacian xuống mới được. Sao ra điện á? Để làm gì ta? Tôi không nghĩ là mới vô họ đã Terra con Garganacle rồi. Đấy, Tailwind cái nè. Bây giờ thì ta là người nhanh nhất nha. Gì đó? Ồ, là tính dùng Thunder Punch để xử con mấy con hệ nước của mình á. Giờ sao ta? Tôi muốn thử chiêu End Slash để coi có flinch được con nào không, nhưng mà thôi, bảo vệ đi. Tôi nghĩ họ sẽ nhắm vô con Suicune đó, tại thấy con Suicune đang khá cứng nên họ sẽ nhắm vô nó. Còn bây giờ đổi con nào ra cũng đáng sợ hết. Tôi nghĩ là tôi sẽ Icy Wind, cố gắng giảm tốc độ của đối thủ xuống, nhất là con Zacian. Nếu mà giảm được tốc độ của con Zacian rồi thì tôi nghĩ Kyogre xử được nó. Và khi đã xử được con Zacian rồi thì chắc cũng không đáng sợ lắm. Đấy, Icy Wind. Bên kia nhắm vô con Suicune á. Vậy đúng rồi, họ đang cố gắng xử con Suicune cho bằng được. Là Hên Iron Bundle còn chống chịu được. Tôi không biết là bên đó có đủ tỉnh táo để mà đổi con Zacian ra hay không ta. Chứ chẳng lẽ họ đứng đó để cho con Zacian bị giảm tốc độ mà không làm gì hết. Tôi thì tôi cứ giảm tốc độ mãi thôi. Rồi bây giờ vấn đề ở đây là ok, Zacian nó không bị flinch. Ok, hy sinh con Iron Bundle để mà chừa đường cho Kyogre xuất hiện an toàn. So cute. Đấy, cuối cùng họ cũng xài Soul Kill. Tôi sợ nhất là xài Soul Kill thôi, chứ không có sợ xài chiêu hệ điện nha. Suicune chịu được. Mà giờ đã là lúc tốc độ cũng set up xong rồi. Tôi nghĩ nên giữ con Suicune lại nhỉ. Thấy chưa?
So kill nó rút máu ghê quá. Giờ tôi nghĩ tôi sẽ cho Kyogre ra để xử hai con này. Bên kia vẫn tự tin để con Zacian đứng đó. Tôi sẽ cho Urshifu ra để giữ con Suicune lại, nhiều khi chút hồi hết Tailwind thì nó còn set up được. Bây giờ thì xem sức mạnh của ta đây. Rồi con Kyogre mạnh thì có mạnh, nhưng mà cái Shiny nó nhìn ói thiệt chứ. Có đây. Xe ra cỏ để phòng trường hợp con Garganacle còn sống thôi. Yeah. Làm sao mà sống nổi. Rồi đó. Rồi hết theo quên luôn. Giờ bển cho con gì ạ? Ồ, Gengar, yeah. Gengar hệ độc. Wow. Sao chọn đúng quá vậy? Mình sẽ ra hệ cỏ sao mới cho con hệ độc ra. Con Gengar hết Tailwind rồi, con Gengar đang đánh trước rồi. Một bài toán khó. Con không biết nên làm sao đây ta. Chắc rút con Urshifu về, giữ con Urshifu lại. Tôi phải set up Tailwind lại một lần nữa mới được. Protect đi. Con Gengar dám chơi hệ độc lắm á. Slug Bomb đồ đó. Ôi, thấy chưa, Slug Wave. Nó có chơi hệ độc, oh my god. Trời đất ơi, dính độc rồi bay ơi. Wow. Thôi kệ kệ, dính độc này đỡ hơn dính toxic. Dính độc đỡ hơn dính kịch độc các bạn ơi. Bây giờ thì còn sống để xài theo win không vậy cưng? Chắc không sống nổi quá thôi, nhưng mà mình cứ tôi không biết nữa, nhưng mà con Gengar đang nhanh nhất trên sàn rồi. Giờ không thể nào protect được nữa, quá nguy hiểm. Mà giờ nếu mà tôi xài Ice Beam thì cũng không có gì xi nhê với tụi này. Water Spout thì cũng không được. Con Gengar đánh trước thì tôi mất máu. Water Spout không làm được bao nhiêu sát thương hết. Ấy chưa, oh my god. Bây giờ chỉ mong là chiêu Origin Pulse nó đừng có trượt thôi. 85% mà còn trượt cả hai con thì thiệt. Trời ơi. Trời ơi, án mà đi bớt mẹ hồng. Yeah, không trượt. Nhưng mà the hell. Nó có Focus Shot. Không sao, không sao, mình có Urshifu Aqua Jet mà. Cũng đúng, Gengar thì phải cho cầm Focus Shot. Chứ Gengar mỏng quá. Ước gì nhà sản xuất để ý Gengar hơn nha. Cho nó một cái sức mạnh gì mới đi chứ, Gengar đẹp mà. Khá là thích Gengar luôn đó, nhưng mà sức mạnh của nó càng về mấy thế hệ sau bị dìm quá. Bye bye cưng. Cưng rất mạnh, rất đẹp, nhưng anh rất tiếc. Rồi, thế là xong trận đầu tiên. Tới trận thứ hai hừng hực khí thế. Này coi nè. Wow, trận thứ hai này chuẩn VCC nha. Toàn máu mặt không á. Để coi. Tôi vẫn như cũ thôi chứ biết sao giờ. Có hai con có chiêu ưu tiên thì phải đem Praxis theo. Con còn lại thì chắc Iron Bundle. Urshifu chắc không sống không nổi trong mấy cái màn này rồi.
Shadow Rider đi chung với lại Furigraph. Và ý là xây dựng team full hệ nó vui thiệt đó, nhưng mà có nhiều điểm yếu quá. Bên bển chỉ cần mang theo mấy con mà khắc chế một cái là như con Rillaboom một cái thì nguyên vàng này chết hết rồi còn gì nữa. Vô nè. Hiện tại chắc ngăn chi ưu tiên có Furigraph là tốt nhất rồi. Proxys thì ngăn được đó, nhưng mà mỏng manh quá, tôi không hiểu tại sao lại xây dựng Proxys mà mỏng manh được như vậy luôn. Rồi, chiến thuật cũ, chiến thuật cũ. Nếu mà theo tính toán thì rất có thể chúng ta sẽ xử được cả hai con này cùng một lúc. Theo win coi nè. Xong mình sẽ protect con Kyogre đây. Kyogre chỉ cần tốc độ cao một cái thì không một ai sống sót được hết. Astro Barrage có Helping Hand nhưng mà tôi nghĩ chắc Silcoon chịu được. Chịu được đúng không cưng? Woo! Yeah! Silcoon đúng là mạnh. Đã vậy thuần hệ nước mà còn thổi được Tailwind thì quá đỉnh rồi. Tiếc quá ha. Ý là trong VCC mọi người ít xài Silcoon. Bây giờ Snow. Rồi, nếu theo tính toán bình thường thì hai con này sẽ chết ngay lập tức. Hy vọng đi. Làm sao mà có vấn đề được đúng không? Oh, Helping Hand. Rồi, mình không giết được nó là nó giết mình luôn. Hả? Rồi. Rồi. Nó giết mình luôn. Đến. Trời, nó có Focus Sash. Vậy là con Furigraph chịu được á, còn có miếng máu à. No! Trời ơi, tìm tôi. Trời đất ơi, còn có miếng máu à. Tức thiệt chứ. Con Furigraph còn đó, không có xài chi Aqua Jet được. Giờ sao đây ta? Tuy là mình nhanh hơn đó, nhưng mà thử một lần nữa coi. Giờ tôi nhanh hơn rồi nè. Nhưng mà cũng thăm dò coi, mình tự protect mình coi có chuyện gì xảy ra không. Oh. Tính ra con Furigraph còn đó nên không xài Aqua Jet được, tức thiệt chứ. Ờ, vậy biết vậy mình mang sao Urshifu nhờ. Mình không nghĩ là con Calyrex nó cầm theo Kashas. Ít thấy. Sao đây? Rồi giờ sao đây? Biết vậy mang theo Urshifu là mấy con này ngủm hết rồi. Mà Urshifu cũng không xử được con Furigraph. Ôi trời ơi. Rồi bên đó rút về rồi. Incineroar. Tôi không biết là với cái lượng máu này thì chiêu Water Star có xử được Incineroar không nhỉ. Hy vọng là được đi. Coi nào, Water Spout xử được Incineroar, xử không được thì tao bái mày làm cụ luôn á. Dạ, làm sao mà sống nổi. Rồi, hết Tailwind luôn. Ui chà, tôi không có. Tôi cứ nghĩ là một trong hai con Furigraph hoặc là con Calyrex nó sẽ tiễn đi được chứ. Ít ra thì con Furigraph nếu mà nó chết rồi thì nó còn đỡ xài Helping Hand, thì con Suicune của tôi có thể sống. Eo. Furigraph cứng thế.
Rồi bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao? Có con Rillaboom rồi thì tôi nghĩ tôi phải xài Praxis thôi. Hết Tailwind rồi. Tụi mình dưới đáy xã hội rồi mấy bạn ơi. Ê nhưng mà sao mọi người chê Shiny Praxis vậy ta? Tôi thấy Shiny Praxis đẹp mà. Nó phối màu đẹp hơn bản gốc á. Tôi thấy cái phối màu này đẹp. Kiểu khá là dynamic á. Kiểu chọn màu khá là dynamic á. Rồi. Bây giờ mình chỉ cần Aqua Jet thôi. Hết trời mưa rồi cũng không sao cả. Chúng ta chỉ cần Aqua Jet thôi là được. Nó còn có một miếng máu thôi mà cũng không xử được nó nữa. Eo. Bây giờ thì tôi không biết là tình hình sẽ như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ IC win. À, sao nó đọc được, nó biết mình đã có Aqua Jet á. Sao nó biết mình có Aqua Jet à? Cứu tôi, trời ơi. Trời ơi, nó biết mình có Aqua Jet á, đỉnh nhỉ. Còn có miếng máu mà cũng thua nữa. Ok, tôi thấy cái tình hình này con Rillaboom còn trên sân là thấy mình thua chết tới nơi rồi đó. Đó, đó là lợi thế của mấy đứa xài nhiều hệ đấy. Eo. Giờ cỡ nào cũng thua luôn á. Tóc của con Iron Bundle không có đủ cao hơn con Calyrex. Nó mà cao hơn thì ngon rồi. Tôi chỉ hy vọng là con Rillaboom nó nhắm vào con khao cờ thôi. Không. Out trình. Bển gọi là, người ta gọi là out trình. Trời đất ơi. Rồi thua rồi đó. Nhìn cái màu này là biết thua rồi đó, nhưng mà đánh tới phút cuối cùng đi. Có thua thì cũng phải thua trong vinh quang chứ. Cỡ nào cũng thua rồi. Origin mà chơi luôn. Cỡ nào cũng thua rồi. Kệ đi. Trời đất ơi. Tức nha. Ý là tôi đánh cũng hơi ẩu á. Nếu mà tôi lúc đó tôi bảo vệ con Silken thì nhiều khi này chắc tình hình đã khác. Và nếu mà tôi bảo vệ con Praxis thì nhiều khi đã khác. Tôi quên là con Calyrex đó nó có Protect. Bây giờ đối phương đang có Terrabagos. Không đánh ẩu nữa. Thấy màn thắng, thấy tự nhiên thấy mình đang trên cơ, cứ tự nhiên tưởng mình thắng chứ. Unbundle. Bên bển không có con nào có chiêu ưu tiên hết, cho nên chắc không mang Praxis. Đó, giờ mang là Iron Bundle, Urshifu, Kauger và Silken. Bên bển có Terrabagos, cũng không sợ luôn. Sợ gì? Nhưng mà không đánh ẩu nữa nha. Trận lúc nãy nếu mà tôi protect cho con Praxis thì nhiều khi đã có cơ hội xử con Calyrex rồi á. Vô nè. Không có ai giẫm hai lần trên một vòng. Ủa, không có ai tắm hai lần trên một vòng xong hết. Đấy. Bây giờ Tailwind xong Protect. Con Okapon. Hệ cỏ. Đây là điều kiện thắng của chúng ta là phải xử con Okapon nha. Con Okapon đang là át chủ bài để xử team bên mình á. Ồ, có Thunderbolt á. Đoán được.
Happy Special. Sống được, sống đúng không? Sống. Sao mà chết được? Tailwind. Ít nhất là còn sống. Suy kinh à, sao mà chết được, sao mà chết sớm vậy được. Protect xong rồi, tiếc là suy kinh không có life deal, có life deal là ngon rồi. Water spout chắc xử được con vitamin, với lại để cẩn thận hơn thì tôi sẽ tear ra cho nó thành hệ cỏ, phòng trường hợp con Ukapon có nhắm vào con Kauka. Đó, cẩn thận hơn đi nào. Eo, nó có Focus Sash. Rồi ok, bình tĩnh, chúng ta đã tear ra rồi. Đấy. Yeah, Apicultural vẫn nhắm vào con Suicune. Không sao. Bây giờ thì mình đang nhanh hơn. Chắc Snow là đủ xử hai con này rồi nhỉ? Đúng rồi, giờ cả hai mình đều đang nhanh hơn tụi nó hết. Con Flutterman nó không mang theo Booster Energy cho nên là nó sẽ không nhanh hơn mình. Coi nào. Đấy, loại bỏ được một điều kiện xấu rồi nha. Vô, đừng có trượt. Không kìa, không trượt. Chưa Snow vậy chứ trượt ghê. Như 95% đúng trúng đúng không? Có 5% trượt thôi mà mà tôi cũng trượt nữa. Rồi, sao đây? Con gì? Con Terrapagos cái chắc. Chứ cái gì nữa. Có nè. Zapdos thì đúng. Và chúng ta lại có thêm một điều kiện nữa để muốn chiến thắng là phải xử con Zapdos nha. Mà con Zapdos nó vừa có chiêu, tôi không biết nó có Hurricane không. Trời đất. Mà có. Giờ chỉ có thể là xài Snow để giảm sát thương đặc biệt của tụi này xuống và Protect để coi nó có Hurricane không. Nó mà có Hurricane thì Detect á. À, nó đang muốn kéo dài thời gian để hết lượt của Tailwind. Ok, không sao cả. Bây giờ thì chúng ta, cái vấn đề của chúng ta là tôi không biết con Zapdos nó có Hurricane hay không. Hết Tailwind rồi. Nhưng mà tôi nghĩ Suicune chắc setup lại Tailwind được một lần nữa nhờ. Hết trời mưa thì cũng đỡ hơn. Tailwind đi. Mở đường cho mấy con đằng sau. Bây giờ cũng không có đổi con nào ra được hết. Chưa biết đối thủ là như thế nào mà. Origin Pose. Phòng trường hợp mấy con nó nhanh hơn mình. Ok, hồ hết hồn, tưởng trượt chứ. Ủa con sắp đó nó không nhanh hơn con Kauka hả? Oh, nó hit wave. Mình còn sống. Nhờ trời mưa cho nên là chiêu hệ lửa bị giảm 50% sức mạnh cho nên mình còn sống. Gì? Solar Beam á? Power hết á? Combo này lạ vậy? Rồi. Wow. Ghê hả? Con Suicune còn sống kìa. Ghê hả? Thôi không sao cả, chúng ta nhanh hơn rồi. Bây giờ hết trời mưa có nghĩa là chiêu Heat Wave nó sẽ tác động khá là lớn lên mình. Cho nên là tôi sẽ xử con Zapdos. Phải đạt được điều chiến thắng chứ. Nó Terra thì chắc nó không Terra con Zapdos đâu nhờ.
gì nữa. Tiễn nhau. Dạ. Yeah. Rồi ok đó, chúng ta đầy đủ điều kiện thắng rồi đó. Snow một lần nữa. Đó, giảm một bậc tấn công đặc biệt. Hy vọng là Kaoke sống được. Sống đi cưng. Oh, ghê. Đúng là không phải Calyrex thì không ai có thể xử được con Suicune nhờ. Suicune sống tốt quá chứ. Ice Beam để cấu máu. Chút hồi con Urshifu ra thì nó sẽ dùng Close Combat là xử được con Terrabagos liền. Rồi trượt Snow. Thấy chưa, 5% thôi mình cũng trượt nữa. Wow. Ghê, không sao. Mất Kaoke không sao, mình còn 2 con nữa mà. Ghê thiệt. Suicune ghê thiệt. Ủa có hack không mà sao con Suicune còn sống sau đòn Solar Beam lúc nãy vậy trời. Giờ Urshifu ra được rồi đó. Tôi nghĩ Urshifu ra được. Tôi tính cho Iron Bundle nhưng mà tôi nghĩ giờ này mình nhanh hơn cái chắc rồi. Cũng may bên bển không có con nào hồi máu nha. Bởi mà mang hai con cầm phay cái chắc đi luôn quá. Vĩnh biệt em. No gặp lại. Never gặp lại nha. Và thế là chúng ta đã xong trận này. Đánh răng full team hệ nước đã kết thúc. Và tuần sau tôi sẽ làm một team hệ khác. Đố các bạn là team hệ gì. Và hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau. Cảm ơn các bạn đã yêu quý series này. Bye bye, hẹn gặp lại.